Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho ông gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích nuôi ong mật trên toàn cả nước. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục quay cho các bác là về cái xưởng đóng thùng ong của gia đình. Hiện tại thì đây là những cái đơn hàng mà phôi thùng nuôi ong mà bên cơ sở em đóng và gửi đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Đối với cái phôi này thì các bác đặt ví dụ như là 5-10 cái này, thì bên cơ sở sẽ đóng hoàn thiện vào như thế này để gửi đi cho các bác. Còn về đây là những cái thùng kế. Thùng kế thì để phục vụ cho các bác ở cái vụ khai thác mật năm 2022 thì đối với bác nào mà có cái nhu cầu lên kế thì các bác tham khảo về cái mẫu thùng này. Đấy, giới thiệu qua cho các bác một chút là về cái thùng ong kế này thì nó là thùng dành cho ong lộn. Đấy, khi các bác lên kế là các bác sẽ để như thế này. Đấy, và đợi lắp lên bên trên. Ví dụ đây là thùng chệt ở bên dưới này các bác này, thùng kế bên trên. Đối với kích thước tiêu chuẩn cũng như là quy cách làm của gia đình thì các bác có thể thấy nó rất là khít này. Đấy, cực kỳ là khít khi đậy lên nhau này. Đấy, chiều nào nó cũng rất là khít. Còn nguyên liệu chính để làm thùng ong thì vẫn được làm bằng gỗ gạo. Cái gỗ gạo đã ngâm, xử lý ngâm rất là kỹ rồi, nhiều video quay thực tế cho các bác rồi. Còn đây là cái mẫu thùng mà đợt này gửi đi cho các bác này, cái thùng giá rẻ ấy, cái thùng gọi là thùng ván ghép này. Bên nhà em đang hoàn thiện hơn 100 thùng, bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì khả năng là ngày mai là sẽ gửi được đi cho các bác. Đối với thùng ván ghép thì cái thứ nhất là cái lắp của nó là vẫn là lắp liền như thế này nha các bác nhé. Cái lắp thì nó vẫn là cái lắp liền như thế này. Đấy, đóng ở bên trên. Đấy, nó chỉ ghép một chút ở cái phần này thôi, phần thành thiếu này các bác này. Đấy, ghép một chút ở đây. Ở bên cơ sở là ghép là soi nhân cho các bác này. Đấy, và cái thứ hai nữa, khi đóng cái chỉ vào đây thì nó sẽ thành một cái thùng liền. Đấy, như bên cơ sở là bán hàng là uy tín, là thùng ghép là bảo thùng ghép, đấy, thùng liền là bảo thùng liền. Khi đóng cái chỉ thì nó sẽ như thế này. Đấy, nhiều bác là không kỹ là không thể nhận ra được. Đấy, bên cơ sở nhà em là sẽ đóng vào như thế này. Đấy. Cái thứ nhất phân biệt là nó chỉ có bên trong này thôi. Đấy, bên trong này này. Đấy, còn bên ngoài là không thể nhìn thấy gì. Cái thùng này nó rẻ hơn so với cái thùng kia là vài chục nghìn đồng trên một thùng đấy. Đấy, các bác cân đối để đặt hàng. Đấy. Cái lô thùng giá rẻ đây. Thùng này thì đợt này giá thì nó vẫn không thay đổi. Đấy, không thay đổi như cái đợt trước các bạn. Giá vẫn thế thôi. Đây là gỗ tận dụng. Còn gỗ ván liền thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, đối với bác nào mà nuôi chạy ong lớn thì các bác nên tham khảo về cái thùng giá rẻ này. Đấy. Số lượng thì đợt này bên cơ sở dựng rất là nhiều. Còn hiện tại thì đang vào hoàn thiện lô thùng kế để gửi đi cho các bác. Thế để về các bác đánh mật vải thiều. Đối với các bác có những cái đàn ong khỏe thì các bác có thể lên kế được. Đấy, còn đây là cái thùng nuôi dành cho ong lội nhé. Các bác lưu ý, bên cơ sở nhà em là chỉ bán thùng nuôi dành cho ong lội. Kích thước tiêu chuẩn của nó thì nó là 4221. Đấy, phù hợp đối với cầu 4221. Còn kích thước chuẩn của cái thùng này thì đây, để lấy một cái quay cho các bác kích thước chuẩn đây. Kích thước chuẩn thì tính từ đáy này, từ phần đáy lên phần trên này nó là 27 này, chiều rộng nó là 26. Còn là đây, bản này là 27 này. Đấy. Chiều dài là 42 nhá, 42,5. Đấy, tính từ mép tem chỉ sang mép này là 42,5. Các bác sẽ nuôi được là 5 cầu bên trong khi có thước có vách ngăn. Bỏ thước bỏ vách ngăn ra thì các bác sẽ sử dụng là nuôi được 7 cầu. Còn về cách thức đặt hàng thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng nhiều bác là chưa biết. Cách thức đặt hàng thì bên cơ sở nhà em là sẽ gửi hàng qua đường bưu điện. Hàng tới tay thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ra. Các bác yên tâm là khi em nói trên video như thế nào thì các bác kiểm tra y thế thì các bác thanh toán đối với người giao hàng. Còn ví dụ mà thùng nuôi ong đến nó có bị bên vận chuyển, nó vận chuyển mà ví dụ làm méo cái thùng nuôi ong. Đấy, ví dụ vỡ bông đinh chẳng hạn thì các bác cái thứ nhất là các bác hỗ trợ bên cơ sở là đóng lại được thì tốt. Còn không thì bên cơ sở là sẽ hỗ trợ cho các bác một chút tiền để các bác sửa lại. Đấy, bởi vì khi gửi là lúc nào nó hoàn thiện. Đấy, ví dụ như mà gửi đến thì nhiều khi là nó quăng quật á lắm. Đấy, thì nó sẽ bị vỡ ra thì các bác thông cảm. Đấy, một video thì quay cho các bác xem về xưởng đóng thùng ong. Đấy, bác nào mà xem được cái video này cần cho mình những cái thùng ong thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.